Đi đâu về vậy? Hả? Ăn cái gì đó? Mẹ ơi. Mẹ ơi hả? Mở đèn Trung Thu cho con hả? Rồi, đẹp chưa? Đẹp chưa? Trời ơi, sáng rồi mà còn đòi mở đèn Trung Thu. Đòi bắt đèn lên mới chịu. Được chưa? Rồi, mẹ mở rồi, đi vô ăn đi nè. Nãy giờ má Hai Trang gì vậy? Hả? Má Hai Trang gì vậy? Vô nghe. Không hả? Đi vô đi. Nhanh lên. Để mà này người ta bắt cóc á. Đi vô. Mẹ vô nha. Mày bỏ sân hàng nha. Mẹ vô mày bỏ sân hàng nha. Đi. À, con đứng con coi đèn hả? Thì con đứng đó coi nha. Mẹ vô à. Ơi. Ơi, mẹ cắm điện rồi đó. Cắm điện rồi đó, sáng rồi đó. Đi đâu vậy đi đi giao phải không tức nữa rồi em vô đi em vô đi nè em đồ vô đi mưa trời mưa rồi vô vô đi con vô đi. Thấy mưa là khoái à. Chạy ra cầm đồ vô đi con. Vô đi dép màn đi. Hai ba. Rồi leo lên nữa đi. Rồi hai ba nè. Bà mang dép lại, mang ngược rồi kìa, mang lại đi con. Ôi trời ơi, giật dữ vậy ta. Rồi mang lại đi, mang ngược. Ờ mang đúng rồi. Mang ngược, mang ngược rồi, mang lại, mang chân kia, mang ngược, đổi lại đi con. Đã dép lại đi nè. Ây chá. Hai ba đi. Hai ba. Ba chứ. Hai ba.